nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh, giáo viên trong các nhà trường. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đang phối hợp tổ chức chương trình trải nghiệm thực hành kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho gần 5.000 giáo viên học sinh. Trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tổ chức chương trình tuyên truyền hướng dẫn kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho học sinh và giáo viên, nhân viên các trường tiểu học Kiến Nam, trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, trung học phổ thông Tô Hiệu. Đây là lần đầu tiên một chương trình trải nghiệm thực hành kỹ năng với quy mô lớn được tổ chức ngay tại trụ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, tạo sự hứng khởi cho không chỉ học sinh mà cả giáo viên. Qua cái buổi trải nghiệm này, tôi cũng tin tưởng rằng với kiến thức kỹ năng cơ bản đó thì mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh của nhà trường sẽ là một tuyên truyền viên để nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy. Tại buổi trải nghiệm, các em học sinh được tuyên truyền hướng dẫn kiến thức và các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Các em cũng được tìm hiểu về những trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Điểm thu hút các em hơn cả là được hướng dẫn trải nghiệm thực hành chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, kỹ năng thoát nạn trong không gian hạn chế có khói khí độc và kỹ thuật sơ cứu ban đầu cho người bị nạn. Khi nếu có đám cháy xảy ra thì sẽ gọi cứu hỏa hoặc sẽ cần một cái khăn để dùng nước vào, rồi mình sẽ bịt mũi, có ban công thì ta sẽ ra đấy. Trước đây thì con chưa bao giờ rồi. Và con nghĩ đây là một trải nghiệm rất là hữu ích cho các bạn học sinh. Ban đầu là có hơi sợ một chút nhưng mà bên sau thì không có gì hết. Em thấy là buổi chương trình trải nghiệm hôm nay rất là thú vị và cho em thêm nhiều kiến thức về phòng cháy chữa cháy ạ. Và cũng thêm trang bị cho em nhiều cái kỹ năng để ứng phó. Bên cạnh buổi trải nghiệm thực hành kỹ năng được tổ chức tại trụ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, nhiều hoạt động tuyên truyền về kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm an toàn trong đám cháy cũng được công an các huyện, thị xã, thành phố triển khai tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà trường đưa vào chương trình trải nghiệm tập huấn kỹ năng kiến thức phòng cháy cháy vào các hoạt động ngoại khóa, các chương trình học ngoài giờ của các nhà trường. Thông qua các buổi tuyên truyền trải nghiệm thực hành chữa cháy, giúp cho học sinh cũng như giáo viên các nhà trường có thể nắm bắt được những kiến thức kỹ năng cơ bản trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, qua đó có thể vận dụng vào thực tiễn khi không may xảy ra hỏa hoạn.